Yes, sir. Yes, sir. Coming up next again, Marn and Chris G. Ultimate Marvel 3, EVO 2014. Thanks for joining us. We're in the quarterfinals. And then we have Marn. Quite the anomaly. Yeah, I think that's a pretty decent way to describe him. Yeah, Marn plays so nutsy in everything he does. Yeah. He's willing to take those risks, but I think you described it pretty well earlier that he just has such a good flow with that character. Yeah, it's with just, Zero. He just feels that, he literally feels that character more than anybody else. Oh, that's on the side he likes too! Marn, trying to take the easy way out. Oh, right over the Buster! Marn legitimately tried to take the easy way out right there and just shake, yeah. Settle down a little bit. Shake this off. Take it a little time, because they're both going to take a little time. Yeah. Let's go back to the character. Chris G laughing, like, wow. This is, yeah. Marn. Here we go. He can actually recall her right now. He does it. That's it. 3-2 Marn. That's it. Marn sends Chris G the loser side. Check that man out on the bottom left. Chris G's face. And Marn never went to shy away from the theatrics. Oh, man. MRN's own. The sermon over there. Look at this guy. MRN's own Marn. Marn, Marn. Oh! Even through the hat. Chào, tên là Marn. Hey, không có tên Việt Nam mẹ không có cho. Tiếng Việt của Marn ghê lắm, không có hay. Người ta nghĩ ở đây là chơi game là không có tốt, không chơi game là hại lắm. Mà ở Mỹ bây giờ là chơi game là làm nhiều tiền lắm, giống làm giống đi làm thôi à. Mỗi ngày là chơi 18 tiếng ở nhà, 3 tuần 1 tháng là đi nơi khác để thi đấu, chơi 18 tiếng, ngủ 6 tiếng, chơi 18 tiếng, làm được khoảng 6.000 đô một tháng, là khoảng 120 triệu ở Việt Nam phải không? Cái công ty trả để giống mang áo, giống cái này nè, công ty Mad Cats trả tiền để quảng cáo. Ở Việt Nam là tên là Liên Minh Huyền Thoại. Liên Minh Huyền Thoại. Dạ, yeah, đúng rồi. So, nhiều người đi chơi lắm ở tiệm net, nhiều người chơi, nhiều người biết biết chơi hay lắm, mà Marn nghĩ là Marn hay nhất á. Thế giới 40 triệu người chơi cái Liên Minh Huyền Thoại, theo một cách chủ quan, Marn nghĩ là Marn nằm ở cái tầng bao nhiêu người top? 5%. Thích ở đây quá, không có thích ở Mỹ nữa. Ở Mỹ kiếm tiền được mà buồn lắm, mà ở đây không kiếm tiền được mà vui lắm. Ở đây không có ai muốn ở nhà hết. Hết mọi người muốn đi ra nhậu, đi bar hay đi club. Bây giờ buồn quá, không có hiểu con gái nữa, không có tin con gái nữa được. Cái con gái là không phải cái game khó nhất đó. Con gái khó hiểu quá. Mình là buồn thôi, người kia đâu có buồn gì đâu, phải không? Người ta đi chơi với người khác rồi. Năm trước, tháng 1 tới tháng 4 có bạn gái, phải không? Mà hứa bạn gái, mọi người tới lại Việt Nam á. Mà khi nào mọi người tới lại Việt Nam á, con gái nói, hey, về đây á, mua cho em một cái iPhone 6. Không thì chia tay luôn. Cảm ơn. That's it! Marn sends Chris G the loser side. Check that man out on the bottom left. Chris G's face. And Marn never wants to shy away from the theatrics.